Thưa quý vị, du lịch biển đảo là xu hướng được nhiều du khách lựa chọn trong dịp lễ 30 tháng 4 này. Các điểm đến như là Phú Quốc, Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang hay là Quy Nhơn gần như đã được đặt kín chỗ. Vé máy bay đến các điểm này cũng khan hiếm. Tại Phú Quốc, khu du lịch Tâm An Tourist Phú Quốc Kiên Giang cho biết các gói đi tour đi đảo, sau đó là cáp treo vẫn là lựa chọn hàng đầu của khoảng 60% số lượng du khách đến với Hòn Thơm. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, khu vực Nam đảo và Bắc đảo sẽ khai trương hai điểm du lịch lớn, dự kiến thu hút sự quan tâm của du khách. Hiệp hội Du lịch Kiên Giang cho hay, nhiều khách sạn từ 3 sao trở lên ở Phú Quốc thông báo hết phòng, số ghế trên các tàu ra đảo cơ bản cũng được khách đặt gần hết. Ngoài đảo Phú Quốc, với các đảo khác thuộc tỉnh Kiên Giang như đảo Hòn Sơn, Nam Du, huyện Kiên Hải, đảo Bà Lụa, Kiên Lương hay Hải Tặc, Hà Tiên, hiện các công ty du lịch cũng không dám nhận thêm khách trong dịp lễ 30 tháng 4 vì lo sợ quá tải. Giá cà phê trong nước hiện đang có những tín hiệu khả quan khi hoạt động thu mua của thương lái tại một số địa phương liên quan tăng. Khảo sát cho thấy là giá cà phê ngày hôm nay tiếp tục tăng 400 đồng một kg sau khi đã tăng 100 đồng một kg vào hôm qua 22 tháng 4. Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk đang ghi nhận mức giá cao nhất là 41.400 đồng một kg, theo ngay sau là hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông với chung mức 41.300 đồng một kg. Sau biến động, giá thu mua tại tỉnh Lâm Đồng đang ở mức là 40.800 đồng một kg. Như vậy, trong các tỉnh khảo sát, chỉ còn tỉnh Lâm Đồng đang giao dịch dưới mức 41.000 đồng một kg. Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá cà phê tăng trở lại. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London được ghi nhận tại mức 2.094 đô la Mỹ một tấn sau khi tăng 0,92%, tương đương 19 đô la Mỹ. Còn giá cà phê Arabica tại New York cũng tăng 4,27% tại thời điểm khảo sát vào lúc 7 giờ sáng nay. Những tuần trước giá rau củ tăng do giá xăng tăng thì những ngày gần đây giá rau củ tại Hà Nội đã có xu hướng giảm nhẹ, mang lại tín hiệu tích cực cho người tiêu dùng. Theo đó, tại các khu chợ truyền thống như chợ Mỹ Đình, chợ Nghĩa Tân và các sạp hàng buôn bán nhỏ lẻ cho thấy giá rau xanh đang có xu hướng giảm nhẹ từ 10 đến 20%. Nếu như ở các chợ truyền thống, giá rau củ giảm nhẹ thì tại hệ thống siêu thị cũng ghi nhận mức giảm rõ rệt. Cụ thể, giá rau cải xanh 30.000 đồng một kg, rau cải ngọt 30.000 đồng một kg, rau muống 27.800 đồng một kg. Mặc dù giá rau củ giảm nhẹ, nhưng đây là tín hiệu đáng mừng cho người tiêu dùng. Được biết, trước áp lực giá rau củ, giá xăng dầu đồng loạt tăng vào đợt tháng 3 đã ảnh hưởng không nhỏ đến chi tiêu của nhiều hộ dân trên địa bàn Hà Nội. Thậm chí rất nhiều các quán ăn, nhà hàng đều đồng loạt treo biển tăng giá với lý do biến động thị trường rau củ, xăng dầu đều đã tăng lên rất nhiều. Trong khi đó, trái cây Việt Nam 4 tháng đầu năm trải qua sự sụt giảm mạnh kim ngạch xuất khẩu và giá bán nội địa vẫn chưa có khởi sắc mạnh mẽ khi bắt đầu bước vào vụ thu hoạch. Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hiện nay có trên 12.000 hectare diện tích trồng cây ăn trái với nhiều loại trái cây, trong đó có trái cây hè cho sản lượng lớn, trung bình 80.000 tấn mỗi năm. Dịch bệnh COVID-19 khiến trái cây khó xuất khẩu nên chủ yếu phải tiêu thụ trong nước. Trong khi đó, người dân thắt chặt chi tiêu khiến việc tiêu thụ giảm. Hiện giá mít thái của nhiều chủ vựa khu vực Tiền Giang, Đồng Tháp chỉ còn vài nghìn đồng một kg. Giá cam sành tại miền Tây cũng bất ngờ rất giá mạnh, giảm gần 10.000 đồng một kg. Còn đại diện Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, trong thời gian sắp tới, lượng trái cây khổng lồ sẽ được đồng loạt thu hoạch, gây khó khăn hơn trong việc tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Trước tình hình trái cây trái vụ dần dần trở thành chính vụ, Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo các địa phương khi tiến hành giải vụ cây ăn trái cần hỗ trợ thúc đẩy liên kết sản xuất giải vụ phải gắn với đầu ra của sản phẩm. Hôm nay ngày 23 tháng 4, giá lợn điều chỉnh tăng, giảm 1.000 đồng đến 2.000 đồng một kg ở một số địa phương, đưa giá lợn hơi cả nước dao động trong khoảng 52.000 đến 58.000 đồng một kg. Dịch tả lợn châu Phi có dấu hiệu bùng phát trở lại, đe dọa đà tăng của giá lợn. Theo đó, tại miền Bắc, giá lợn hơi giảm từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng một kg. Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi đi ngang ở nhiều nơi, dao động trong khoảng 52.000 đến 56.000 đồng một kg. Thị trường lợn hơi miền Nam điều chỉnh rải rác tại một vài tỉnh thành. Giá lợn hơi tăng nhẹ trở lại tại nhiều địa phương trong những ngày qua. Tuy nhiên, dịch tả lợn châu Phi cũng có dấu hiệu bùng phát trở lại ở một số tỉnh miền Bắc và miền Trung, đe dọa đà tăng giá lợn hơi.
Theo các chuyên gia, việc dịch tả lợn châu Phi bùng phát có thể khiến đà tăng giá lợn hơi trên thị trường có thể bị đảo ngược. Bởi mỗi đợt bùng phát dịch, tâm lý lo lắng từ các chủ trại sẽ tạo thành những đợt bán chạy, bán tháo gây áp lực đến nguồn cung lợn ra thị trường, giá lợn theo đó giảm theo. Bộ Xây dựng cho biết khi tiến hành thống kê quỹ đất vẫn có đất cho nhà ở xã hội, nhưng nhiều doanh nghiệp đề xuất không làm dự án, nhiều chủ đầu tư thậm chí là không muốn xây dựng. Trong tọa đàm gỡ nút thắt phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, các doanh nghiệp cho biết một trong các vướng mắc khi phát triển loại hình này là thủ tục pháp lý kéo dài, đặc biệt là lợi nhuận bình quân thậm chí là chưa bằng lãi suất tiết kiệm, nên doanh nghiệp ngày càng chán nản và không mặn mà với phân khúc này. Theo dự kiến, 5 hectare đất này đang là một công trường xây dựng 4.000 căn nhà ở xã hội. Thời điểm này vẫn đang là khu đất cỏ mọc xanh um tùm, bởi doanh nghiệp chưa thể xin được giấy phép xây dựng. Chủ đầu tư này cho biết, từ tháng 3 năm 2019 đến nay, hồ sơ xin quyết định chủ trương đầu tư của dự án vẫn đang nằm tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố. Và đây mới chỉ là bước đầu tiên trong quá trình đi xin giấy phép xây dựng của dự án. Hiện nay tất cả các dự án nhà ở xã hội đều không phù hợp quy hoạch. Vì lý do ngày xưa chúng ta phủ quy hoạch cách đây hơn 10 năm và nó đã bị lỗi thời. Và trong cái đoạn quy hoạch chúng ta đâu có chỗ nào mà chỉ định là xây dự án nhà ở xã hội. Chính vì vậy mà dự án nhà ở xã hội hiện nay tất cả xin đều không phù hợp quy hoạch, phải điều chỉnh quy hoạch cục bộ. Và mỗi cái câu chuyện điều chỉnh quy hoạch cục bộ không nó kéo dài hàng 1-2 năm. Chúng tôi đã phát triển được 20 năm về cái phân khúc này, nhưng mà thủ tục chúng tôi thấy càng ngày càng khó. Nhưng mà nếu mà kéo dài mà chúng ta không ban hành được một cái quy trình, cái thủ tục riêng cho nó thì chúng tôi cũng phải xem xét lại. Thì giai đoạn đó chúng tôi sẽ tiến hành xin các dự án nhà ở thương mại, chúng tôi sẽ ngưng cái dự án nhà ở xã hội không triển khai nữa. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản kiến nghị tháo gỡ vướng mắc cho 64 dự án của 57 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Trong đó có 2 dự án nhà ở xã hội của Lê Thành. Một dự án đã đi vào vận hành nhưng vẫn chưa được hưởng ưu đãi về miễn tiền sử dụng đất. Còn một dự án chính là câu chuyện đã nêu trên. Những vướng mắc trong thủ tục hành chính đang khiến số ít doanh nghiệp làm nhà ở xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh như Lê Thành nản lòng. Hiện thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội chưa có một quy trình riêng mà hoàn toàn giống như các dự án nhà ở thương mại với 5 bước. Với thời gian hoàn thiện kéo dài tới 2 năm, chưa kể còn nhiều rào cản khác nữa. Cái ông mà thương mại đất của tôi mua, anh thẩm định tiền sử dụng đất như tôi đóng, bà tôi xây bao nhiêu lời hay lỗ là chuyện của tôi, lời bao nhiêu tôi quyết định giá bán bao nhiêu cũng là cùng kiểu của doanh nghiệp. Nhưng đối với nhà ở xã hội không được phép. Mà xin thưa nói hơi nó tiêu cực tí, xin thưa xin để phê duyệt gọi là cái giá bán không là đi xin, rồi chờ người qua sở ban ngành duyệt, rồi đi xin duyệt dự toán, rồi là xin duyệt cái đối tượng mua nhà ở xã hội. Nếu như anh mà bán cái đối tượng đó sai, doanh nghiệp bị phạt. Rồi thế thì làm sao doanh nghiệp người ta có mặn mà. Còn đây là dự án Bright City, nay có tên gọi mới là New City. Trước đây là tổ hợp dự án nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long, nằm trên địa bàn thôn Lai Xá, xã Kim Trung, huyện Hoài Đức, Hà Nội, do công ty trách nhiệm hữu hạn bánh kẹo Thăng Long làm chủ đầu tư. Một trong những dự án nhà ở thương mại đầu tiên chuyển đổi sang nhà ở xã hội để nhận được ưu đãi của gói tín dụng 30.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi là 5% một năm. Những tưởng hưởng chính sách ưu đãi thì sẽ nhanh chóng tận dụng được gói hỗ trợ. Tuy nhiên, gần 10 năm nay, dự án vẫn loay hoay, chưa thể về đích. Người mua nhà liên tục căng băng rôn biểu ngữ để đòi nhà. Và chủ đầu tư thì cũng từng thừa nhận với phóng viên VTC là họ đã thực sự xa lầy với ma trận hồ sơ, giấy tờ trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý cho dự án. Và khi gói tín dụng 30.000 tỷ đồng hết hạn, thì chủ đầu tư dự án này thực sự bế tắc trong việc thu xếp nguồn vốn để đảm bảo tiến độ bàn giao nhà cho người dân. Có lẽ cũng chính vì vậy nên dù đã rất nỗ lực với 23 lần mở bán, dự án đã phá kỷ lục vua bán hàng. Nhưng nhiều căn hộ tại đây vẫn chưa tìm được chủ. Và đến nay, dự án New City vẫn đang nhận hồ sơ mua nhà đợt thứ 24 theo thông báo từ chủ đầu tư và Sở Xây dựng Hà Nội. Dự án có tổng số 1.496 căn hộ, trong đó có 264 căn bán thương mại, 911 căn nhà ở xã hội để bán và 312 căn nhà ở xã hội để cho thuê. Thế nhưng, từ lần mở bán đầu tiên vào năm 2015,
Đến lần mở bán thứ 23, dự án mới chỉ bán được 847 căn nhà ở xã hội và 113 căn nhà cho thuê. Trên thực tế, việc phát triển nhà ở xã hội vẫn còn nhiều vướng mắc, không chỉ khó ở khâu xin giấy phép mà khi xây dựng xong, doanh nghiệp cũng bị hậu kiểm rất chặt chẽ và kỹ hơn so với nhà ở thương mại. Thậm chí, dự án còn bị kéo dài hàng chục năm nếu gặp vướng mắc trong giải quyết thủ tục đầu tư xây dựng. Chính vì vậy, khi chưa có khung tiêu chuẩn, quy trình riêng thì loại hình nhà ở này khó mà thu hút nhiều doanh nghiệp cùng tham gia. Hiệp hội Thép Việt Nam vừa công bố báo cáo về tình hình thị trường thép Việt Nam quý 1 năm 2022 với nhiều thông tin tích cực về hoạt động sản xuất và tiêu thụ thép các loại. Xuất khẩu thép mang về 2,3 tỷ đô la Mỹ, trong khi nhập khẩu lên tới 3 triệu tấn, trị giá 3,1 tỷ đô la Mỹ. Kết thúc quý 1 năm 2022, ngành thép nhập siêu 800 triệu đô la Mỹ. Theo đó, hoạt động sản xuất kinh doanh thép quý 1 năm 2022 ghi nhận những tín hiệu tích cực, trong đó sản xuất thép thành phẩm đạt 8,456 triệu tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2021. Bán hàng thép thành phẩm đạt 8,137 triệu tấn, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2021. Tiêu thụ thép tăng, phục vụ các dự án đầu tư công và xây dựng dân dụng, các dự án cơ sở hạ tầng cũng thúc đẩy nhập khẩu gia tăng. Lũy kế hết tháng 3, nhập khẩu thép thành phẩm các loại về Việt Nam khoảng 3 triệu tấn với trị giá hơn 3,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 18,04% về lượng nhưng tăng 18,84% về trị giá. 3 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 2,275 triệu tấn thép. Như vậy hết quý 1, nhập siêu ngành thép là 800 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bắt triệu tập ổ nhóm 11 đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên phạm vi toàn quốc. Trước đó, ngày 29 tháng 3 năm 2022, Công an thành phố Hà Tĩnh nhận được tin báo của một người dân về việc bị người lạ gọi điện thông báo nhận thưởng và yêu cầu mua các loại hàng hóa để được tích điểm nhận thưởng với tổng số tiền 882 triệu 400 nghìn đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Hà Tĩnh đã tiến hành xác minh điều tra. Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu nhập được, ngày 19 tháng 4 năm 2022, Công an thành phố Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an quận 7, thành phố Hồ Chí Minh tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1983, trú tại 78 xược 29 xược 14 đường Khánh Hội, phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh cùng với 10 đối tượng khác để đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Hiếu đã khai nhận hành vi phạm tội. Từ năm 2020 đến nay, Hiếu thuê nhà tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký kinh doanh hành nghề, mua bán trà sâm đóng gói và mỹ phẩm và thuê nhân viên làm việc. Nguyễn Văn Hiếu thường xuyên lên mạng xã hội Facebook để mua thông tin và mua sẵn các sản phẩm đồ gia dụng như nồi cơm điện, máy sấy tóc, đồ trang sức để mời chào khách hàng. Hiếu chỉ đạo nhân viên gọi điện dụ dỗ lừa khách hàng trúng thưởng xe máy, TV, tủ lạnh, nhưng thiếu một số điểm tích lũy nên cần mua các mặt hàng gia dụng này để có đủ điểm để được nhận thưởng. Công an cũng đã thu giữ 21 điện thoại bàn có gắn SIM, một máy in, một máy sách tay, nhiều giấy tờ sổ sách ghi chép, một thẻ ATM. Được biết, Nguyễn Văn Hiếu cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi lừa đảo của hàng ngàn người trên cả nước, trong đó có Hà Tĩnh. Ước tính tổng số tiền Nguyễn Văn Hiếu cùng đồng bọn đã chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhiều năm qua, người dân xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình phản ánh về việc sống chung giữa nhiều mỏ đá trên địa bàn. Chính hoạt động khai thác, sản xuất, vận chuyển đá gây ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm môi trường, nứt nhà, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của họ. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Dòng chảy cuộc sống ngày mai, 24 tháng 4 năm 2022.